nhỏ theo truyền thống phương Đông hầu hết những đứa trẻ đều được dạy rằng khi ăn cơm nếu có làm rơi đồ ăn thì cũng phải lấy tay bốc lên ăn để tránh lãng phí thực phẩm các sư tăng khi ăn uống có làm rơi vải thức ăn thì có dùng tay bốc lên ăn tiếp không nếu mình không muốn bốc lên ăn tiếp thì phải quán niệm như thế nào việc dạy trẻ con trẻ nhỏ thực hành quán niệm khi làm rơi vải thức ăn thay vì bắt bốc lên ăn tiếp liệu có mang lại tác dụng không à. À, thưa với quý vị thì nó tùy vào từng thời kỳ tại vì phương Đông của mình à, trải qua một cái giai đoạn chiến tranh hầu như đất nước nào cũng trải qua giai đoạn chiến tranh và trải qua giai đoạn đói à, cho nên nhiều người á, bị ám ảnh bởi cái sự thiếu thực phẩm thành thử đồ ăn mình nó rớt lên á, thì cũng ráng lượm lên chứ không có phí và do sống trong một cái thời đã từng sống trong thời kỳ thiếu thốn á, cho nên là người phương đông mình nhất là những cái vị lớn tuổi thì rất là khó chịu kiên kỵ trong cái việc là lãng phí thực phẩm ừ. còn bây giờ thì mình sống trong cái thời kỳ no đủ thì từ cái chuyện mà cơm ăn no à, mặc ấm nó chuyển qua ăn ngon mặc đẹp thì lúc bây giờ đó mình không có sợ đói nữa mà mình sợ bệnh Ê, mình không sợ đói mà mình sợ bệnh À, thành thử là mình đồ ăn nó rớt xuống thì mình không có dám bóc lên mình ăn à, đó là cái sự khác biệt về quan điểm của từng thời kỳ thôi à, còn à, nếu như quý vị hỏi mấy sư á, thì theo luật nha theo luật thì đồ ăn rớt xuống vị tỳ kheo phải bóc lên bóc lên dùng chứ không có lãng phí ừ rồi đó là theo luật còn à, theo kinh ấy thì à, chúng ta nên tập cái thói quen cẩn thận ừ. làm cái gì đó mình cũng đều phải chắc chắn à, để không có bị rơi vãi à, mà trường hợp cụ thể ở đây là thực phẩm hồi thời đức phật á và bây giờ thì một số vị vẫn còn giữ cái truyền thống này tức là khi ăn các vị ăn bằng tay bóc 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 lên ăn. Mà khi bóc lên ăn á cái tay của các vị đó, đó vì vị, vị đó phải để làm sao đó để cơm á, cơm nó có thể nó nằm gọn ở trong lòng bàn tay nè. Và vì đó dùng cái ngón cái đó vì đó lùa ha. Ém cái cơm lại nén cái cơm lại rồi lùa cái cơm vào trong miệng, nó lùa cái cơm vào trong miệng. Thì như vậy đó vị đó phải cẩn thận, phải cẩn thận và theo luật á à, ăn sang lắm, à, không có liếm môi mà nếu không liếm môi thì không có được để đồ ăn nó dính lên trên miệng, rồi không có liếm ngón tay thì có nghĩa là mình đồ ăn mình phải gọn, rồi không có để cho nó rơi vãi đấy, à, thì cái cách ăn của các vị tỳ kheo mà theo luật ấy, thì nó rất là cẩn trọng, ừ. đó là điều tốt. Rồi mình cũng nên tránh cái sự lãng phí, nên tránh sự lãng phí không phải là mình giàu sang rồi mình có dư giả tài sản rồi thì mình có quyền mình lãng phí thì nó không có nên chính bởi vì như vậy đó vì tiếp kheo khi mà rớt xuống thì vì đó vẫn lượm lên và vì đó dùng còn một cái như vậy trong tạng kinh nè đó là mình phải tập cái lòng tri ơn tức là cái cái sự biết ơn đó khi mà đức thế tôn ngài ngồi dưới cội bồ đề thì khi mà ngài đi ngài vẫn đứng lại ngài truy ơn cội bồ đề đã cho ngài cái bóng mát và cho ngài chỗ để ngài hành thiền mà cái cây là cái thứ vô truy mà đức phật còn thể hiện cái lòng truy ơn rồi cho đến những cái thực phẩm cái người cúng dường cái người mà cho mình ăn những cái thực phẩm đó mình phải có lòng tri ơn biết ơn với họ đã đành rồi mà bản thân cái thực phẩm đó, đó mình cũng phải biết ơn nó mình phải biết ơn từng hạt gạo từng cái món ăn bởi vì nhờ có nó mà mình no bụng mà chính bởi vì cái sự tri ơn đối với nó mình phải có thái độ như thế nào ừ. Uhm quý vị để ý coi khi mà đồ ăn nó rớt xuống mình có thấy nó gớm không cái gớm đó là mình có sự coi thường đúng không thì cái coi thường đó nó tự nhiên nó thiếu đi cái sự trân trọng ừ. à, thì nó nó làm cho mình cái lòng tri ơn của mình ấy, nó bị kém đi ừ, nó bị kém đi à, như vậy bây giờ chúng ta nên có cái cách nào để chung dung để chung dung à, trong cái trường hợp này thì mình có một cách ứng? đó là nếu như mà mình làm rớt đồ ăn ấy thì mình khéo suy tư là bây giờ cái đồ ăn này à, mình sẽ để dành cho những cái con vật nhỏ ví dụ như con kiến con dáng con chuột à, thì mình sẽ nhặt nó rồi mình để nó qua một bên để cho những cái con đó nó ăn đấy thì như vậy là mình không có lãng phí thực phẩm ừ. và mình cũng khéo suy tư đấy thì đó là lời đề nghị của sư